thì cảm ơn câu hỏi của MC. Thực ra thì đây cũng là một cái chi tiết cài cắm trong kỹ thuật kịch bản. Bởi vì khi mà anh làm anh Tony là bây giờ lên để cho cô Mơ cô ấy làm cái nghề gì bây giờ thì anh Tony có nói là để kịch bản để cho cô Mơ làm cái nghề luật ấy. Bởi vì là một cái sinh viên luật, nhưng mà đến khi vướng vào một cái tình tiết luật thì cô ấy cứ nói ra giống kiểu là khôn 3 năm thì lại 1 giờ. Và cái tình trạng giáo dục ở Việt Nam nó chỉ là lý thuyết thôi, chứ còn thực hành thì hoàn toàn không có. Và cả một cái thực trạng xã hội con người ta cứ lừa lọc nhau như thế. Và một cái cô Mơ, thực ra cô cũng chưa mơ một cái gì cao sang cả. Cô cũng có cái gì mơ cao sang, nhưng mà cô ấy từ nông thôn cô lên thành phố, cô bị vùi dập tới nơi như thế. Cho nên là chính vì thế mà có cái chữ mơ chua ở đây, nó rất chua chát.